những cái tên quá chất lượng. Những đội hình ra sân sẽ được coi gần như là mạnh nhất của họ khi mà trong khung gỗ của họ là thủ thành Hữu Minh, số 4 Tấn Thở cùng với một số 7 Phan Thành Hưng. Một tình huống thoát vệ sinh không thực sự tốt, dứt điểm vẫn còn không vào. Chưa thể có bàn thắng cho Phương Văn Tu cùng với các người đồng đội của mình. Một tình huống thực sự nguy hiểm với một pha mất bóng vừa rồi đến từ số 7 bên phía Phoenix. Những bài di chuyển là quá khó chịu và dứt điểm. Bóng vẫn đang thuộc tầm kiểm soát của các cầu thủ bên phía DTS. Mai Đại được chuyền rất hay. Và đã có tiếng còi được vang lên với một tình huống đá phạt nguy hiểm sẽ thuộc về dành cho cầu thủ DTS. Là thực hiện bởi Phương Văn Tu. Đường chuyền vào. Có bàn thắng hay không trong tình huống vừa rồi? Hiếu Hoa Lan, cơ hội dành cho Trọng Hiếu. Không vào. Đó là một tình huống mà những phút giây mà có lẽ rằng Thành Bồ đã thiếu đi sự chuẩn xác cũng như sự tập trung ở pha bóng cắt bóng không thành công với vị trí của Trọng Hiếu. Và số 19 bên phía vô được diễn ra là rất quyết liệt. Tuấn Thơ, đây là vị trí của Trọng Hiếu. Trọng Hiếu dành cho vị trí của Phương Văn Tu, dứt điểm. Cùng đón chờ pha phạt góc tiếp theo dành cho cầu thủ DTS. Cơ hội không vào. Thành Cao, Hiếu Chuột. Những tình huống trả bóng quá thiếu sự chính xác đến từ các cầu thủ bên phía DTS. Hàng phòng ngự của đối phương. Và đây là cơ hội của Phương Văn Tu. Dứt điểm. Cơ hội vào. 1-0 dành cho các cầu thủ DTS. Và người ghi bàn là vị trí của Mai Đại. Một tình huống bóng lập bập và nó đến chân của Mai Đại. Một tình huống dứt điểm lạnh lùng. Và số 7 của DTS đã là người khai thông thế bế tắc ở ngay những phút giây đầu. Ngọc Hào, đường chuyền tốt dành cho Phương Văn Tu. Làm tường quay vô. Đó là bàn thắng của Hiếu Chuột. Và 2-0 dành cho cầu thủ DTS. Với một tình huống phối hợp phải nói là quá hay. Và tại vì sao Phương Văn Tu luôn là một trong những cầu thủ được yêu mến cùng với được đánh giá quá cao của giới chuyên môn. Đó là tình huống giật gót quá vừa tầm của Phương Văn Tu để phạt này. Quyết định phối hợp cùng với Quốc Long. Hợp là rất hay. Quả người quá hay của Phương Văn Tu và đặt cầu thủ đến hết trong một tình huống 3-1. Coi! Đánh đâu! Bóng vẫn đang thuộc về dành cho cầu thủ áo đỏ. Đình Châu, dứt điểm. Quá nguy hiểm. Lên bóng dành cho thủ Phoenix. Duy Kiên.